Xin chào toàn thể các chị nhé. Hôm nay em xin giới thiệu hai tác phẩm sim, một cây sim bay, một cây bay. Trên chậu. Cây sim bay trên chậu. Lâu lắm rồi em không làm video. Đấy, của năm 2022 em sẽ làm một cái video này. Các chị ngắm hai siêu phẩm lên chậu. Đang bay. Cây có trực rất là đẹp. Đây, quay cho bác cùng ngắm này. Thế cực kỳ luôn. Xem này các bạn nhé. Còn theo xem nhà em chăm tuyệt vời. Này, ai mà có cái bể bơi nó bay ra ngoài, tại vì cây sim này nó không có bị rụng trụi lá, lúc nào nó cũng xanh này luôn, quanh năm ngày tháng nó xanh. Em yên tâm rằng là em chăm sim thì đây các bạn nhìn cái màu da, màu lá của cây. Đấy, các bạn thấy không, dăm đây rất là tuyệt vời. Lâu rồi em cũng không làm video tại vì cho công việc nó cá nhân nó bận rộn quá cho nên là không làm được video. Đấy, em quay video cho các bác lâu không xem được xem video của em thì chiêm ngưỡng nha bác nhé. Đấy, làm đây. Đấy chưa? Các bác thấy ok không? Đấy. Các bác thích thì cho một chia sẻ một like nhé và cho một ý kiến. Đấy. Đấy, quá luôn. Đấy là sang năm mùa hè này nó sẽ lên hoa trên những cái vùng này luôn, một cái chòm này luôn. Chòm này luôn. Đây. Cái ngoài này thì em đang giật nó ngắn lại. Cúp nó tròn lại. Đấy. Chào chào các bác. Ok không? Các bác xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho Vũ Hoa Sim các bác nhé. Vũ Hoa Sim Tín Thái Nguyên. Hôm nay em sẽ vài ngày tới em sẽ ra một cái video về những cái tác phẩm mới của năm 2022 để các bác cùng ngắm cùng chiêm ngưỡng nhé. Sau đây xin kết thúc cuốn video ở đây và xin chào và hẹn gặp lại các bác.